hôm nay Let's Kick It sẽ được trở lại với một trận chung kết giữa đội Tây Ban Nha và đội England. Sau lưng Eric là nguyên một đội England đang ngồi chờ cùng với anh Mai Thi Thế Tây Ban Nha. Xin mời anh Mai Thi Thế. Dạ, lời đầu tiên Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Euro 2024 thì khép lại chương trình ngày hôm nay thì toàn bộ ekip làm việc rất hân hạnh được mời Trung Vệ Thép, Huy MC và có sự trở lại của thủ môn người Việt hay gọi là Lưu Kim Hoàng. Thì sau cái giải Euro này là Hoàng có một biệt danh mới đó là Hoàng Buffon và có nhà tài trợ của chương trình đó là hậu vệ nam của New Star và một người trẻ rất năng nổ, yêu đội bóng đá Anh, thích những thông số nhiệt huyết với là chương trình lúc nào cũng có đầy đủ những thông tin, đó là Danny Huy Lê và Eric Hiệp. Thì chắc lời đầu tiên sẽ mời một cầu thủ mà chắc có lẽ quý vị ngồi kia nhiều người có hỏi là sao không thấy MC đá banh nhiều, nhưng mà quý vị nếu mà trở lại với mười mấy năm về trước, thời gian MC mới bắt đầu định cư, thì quý vị sẽ thấy rằng nếu mà mọi người đặt cho MC là cái tên Trung Vệ Thép đó là không ngoa, khi anh thi đấu rất hay và có những đường cắt bóng, những cú bật đánh đầu, những cú song phi đá cản phá bóng vẫn như là cầu thủ chuyên nghiệp. Thì chắc là đầu tiên xin mời Huy, một fan của đội tuyển Anh, ngày hôm nay rất là nhìn thấy Huy MC nói đau khổ thì nó hơi quá buồn. Thì chắc mời Huy gửi lời đến chào quý khán thính giả của chương trình. Xin được gửi tới tất cả các quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It lời chào trân trọng. Ngày hôm nay thì Huy mặc dù rất là bận nhưng mà cũng đã sắp xếp thời gian để tham gia với anh em và tham gia theo dõi cái trận chung kết máu lửa của đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh tại một cái địa điểm mà rất đông anh em ngồi xem đá bóng. Thì để nói lại thì Huy MC với Thế, với Hiệp và các anh em khác là chung một đội bóng từ cách đây mười mấy năm, lúc mà Huy mới sang Mỹ định cư là cái đội đó nó gọi là đội văn nghệ sĩ của hải ngoại tại Nam California. Thì hồi đó thi đấu phải nói là tất nhiên là mình còn trẻ thì mình thi đấu rất là nhiệt huyết. Thế thì sau này thì bắt đầu lớn tuổi rồi thì Huy cũng coi như là không có tham gia nhiều bởi vì cũng có gia đình phải chăm sóc. Thế nhưng mà cái niềm đam mê đối với đá bóng nó không bao giờ nó nguội đi cả. Đấy, và đồng thời Huy cũng là một trong những người mà cũng theo dõi đá bóng từ rất là trẻ, từ lâu rồi. Cho nên là cũng có một số kiến thức nhất định về đá bóng nói chung. Đồng thời mình cũng là một cầu thủ cho nên là cái sự mà đánh giá về một trận đấu nó cũng có thể là bao quát hơn về mặt chuyên môn. Thì rất là vui được gặp tất cả các anh em ở đây để mình gọi là chém gió một tí về chương trình và về cái trận đấu mà phải nói là một cái trận đấu mãn nhãn. Đấy, mình có thể nói là một trận cầu mãn nhãn, một trận chung kết mà chính thức là quá xứng đáng để mình theo dõi, đúng không? Trận England và trận Tây Ban Nha. Chắc có lẽ là mời Nam trước. Nam là nhà tài trợ của chương trình, cũng là một cầu thủ fan trung thành của đội tuyển England. Thì ngày hôm nay Nam gửi lời chào đến quý khán giả trước khi mình đi vào chương trình. Hoàng Nam cũng xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It. Hôm nay cũng là số cuối cùng do anh Eric Hiệp Nguyễn của Cinema Studio thực hiện. Xin chào quý. Rồi, anh kế bên anh Nam là có anh đây là một người đặc biệt, đây là một người rất là bận biệu với công việc, một người đầy nhiệt huyết nhưng mà luôn dành những thời giờ quý báu để cho
bóng đá cũng như là các sinh hoạt thể thao trong cộng đồng. Đó là một người mới trở về quận Cam từ xứ Hoa Anh Đào. Nhưng bên kia trong lúc mà đưa gia đình đi du lịch thì là Hoàng cũng có tương tác với lại các anh em trong tổ huấn luyện, trong tổ bình luận, nên cũng có những cái nhận xét rất hay. Nhưng mà chắc có lẽ là trong một ngày mà để khép lại chương trình Euro 2024 thì Hoàng rất là bận biểu, nhưng Hoàng vẫn đến với lịch chương trình. Thì cảm ơn Hoàng trong thời gian qua. Và mọi người có yêu cầu là cái nhóm bình luận của anh em sẽ làm hàng tuần, khi mà cái giải Premier hay là giải La Liga hay Serie A hay là giải Champions có những cái trận cầu đỉnh thì anh em ngồi lại nói chuyện. Mà chắc có lẽ là đây cũng là cái nhóm, nếu mà anh em mình thành lập mà để nói chuyện hàng tuần thì chắc cũng là cái nhóm đầu tiên của cái nhóm thể thao mà ở trong cộng đồng người Việt Nam Bali mình, để có chút xíu gì đó chia sẻ trong cái sự đam mê của mọi người. Thì anh mời Hoàng trở lại với chương trình, thì có lời chào với quý khán thính giả. Trước hết Hoàng Long xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đã theo dõi chương trình trong suốt mùa Euro. Thì hôm nay là trận cuối cùng, trận bế mạc của vòng loại, vòng ba chung kết. Thì một trận banh, nói chung là anh Huy nói mãn nhãn, nhưng mà đầy cảm xúc. Có lúc khán giả Tây Ban Nha ào ào lên ủng hộ la lối, nhưng mà đến khi mà đội tuyển Anh san bằng tỷ số thì cầu trường lại sang ra một hướng khác. Thì thật sự Hoàng Long từ lâu rồi, Hoàng Long đã chấm dứt không có cuồng một đội nào hết. Mình coi đá banh thì mình coi bằng cái cảm xúc, mình coi bằng cái nét đẹp của đá banh. Mình không có cuồng vô một đội mà cho dù đá dở mình vẫn là cho hay. Cho nên hôm nay lý do Hoàng Long mặc áo đội tuyển Anh là cũng có một cái hy vọng là muốn phá cái giấc. Là hồi xưa giờ Hoàng Long mặc áo đội nào là đội đó thua. hôm nay vẫn chưa được phá được dốc, nhưng mà thật sự đội England đã lâu rồi chưa lãnh cúp, Tây Ban Nha lãnh thì quá thường rồi, cho nên mình có một cái gì đó mình hy vọng đội tuyển Anh làm một cái cuộc cách mạng thay đổi. Tại vì trước khi trận chung kết thì ai cũng nghiêng về Tây Ban Nha, đội Tây Ban Nha từ đầu cho tới giờ chiến thuật rõ ràng, thi đấu không có một cái gì mà để chê hết, trong khi đội Anh thì cứ lặn hụp. Mà cho đến trận hôm nay đội Anh thua thì chắc có lẽ là khán giả đã chuẩn bị tinh thần rồi. Thì đó là sơ lược Hoàng Long muốn nói trước. Rồi, nhưng mà cái người kế tiếp Hoàng Long muốn truyền quả banh đó là một fan cứng. Ngay từ đầu là chọn là tiếng Anh. Fan cứng vào cùng luôn. Thì giới thiệu Huy tiếp tục. Dạ thì một đầu tiên là... Xin lỗi. Ở đây mình có hai Huy. Đó, bên đây kia này, là anh Huy MC và đây là Huy Kane. Phải nói Huy Kane là thầy là giữa trận sao Harry Kane hả? Huy Kane sao à? Trong lúc làm chương trình thì là cái sự yêu thích của Huy với lại đội tuyển Anh và cùng với lại cái vị thuyền trưởng của đội tuyển Anh đó là Southgate, thì là cái người đội trưởng đó là Harry Kane, thì là Eric Hiệp có đặt cho Huy là biệt danh là Huy Kane. Nhưng mà trong này là chắc có lẽ là Huy là cái người trẻ nhất, thì chắc có lẽ là em cũng đầy nhiệt huyết, em cũng đầy cái sự đam mê yêu thích với đội tuyển Anh, mặc dù đội tuyển Anh thi đấu không thành công. Thì là bốn tụi anh thì là cũng hơi có tuổi rồi, thì huyết thì còn mà nhiệt thì nó hơi vơi chút. Thì nên em là cái người trẻ nhất đầy nhiệt huyết, thì qua cái nhìn nhận của em thì chắc có lẽ là mời em nói trước về cái trận cầu này và tương lai của đội tuyển Anh sẽ đi về đâu. Đầu tiên thì một lần nữa xin được cảm ơn tất cả vị khán giả đang theo dõi chương trình Let's Kick It cùng với ekip của chương trình, và cảm ơn các anh, cảm ơn Huy MC hôm nay tới studio, rồi anh Hoàng cũng trở lại, anh Nam trở lại với chương trình. Đến đây thì là fan tuyển Anh, nhưng mà nếu mà nói fan cứng thì nếu quý vị có theo dõi chương trình suốt nguyên một cái mùa Euro này thì cái này luôn luôn rất là thận trọng khi mà dự đoán những cái kết quả hay là đưa ra những cái dự đoán về cái trận thắng hay là trận hòa của tuyển Anh. Như Danny, nếu mà cái này em xin tính chính lại là em là đang là dự đoán gần như là chính xác nhất của ban biên tập.
Chồng em dự đoán đội tiếng Anh thua, em dự đoán đội tiếng Anh hòa Đan Mạch nha, em dự đoán đội tiếng Anh cũng sẽ hòa Slovenia luôn. Em mốt em đi du lịch đến đâu, em đừng có đi về Anh mà em đi du lịch mà khi mà trong cái giải. Em là thật sự mà nói, nếu mà hôm nay buồn á là các người cổ động viên của nước Anh mà là người Anh họ sẽ buồn hơn. Chứ thật sự tuyển Anh mà năm nay là năm thứ từ năm 1966 tới nay là 58 năm tuyển Anh chưa thắng gì hết. Bóng đá không có về nhà được à? Dạ, bóng đá vẫn chưa về nhà. Quê hương của bóng đá mãi không đem được cúp về. Dạ. Thì năm 58 năm thì tuyển Anh đâu có thắng gì đâu. Nếu mà thật sự nói mình là fan tuyển Anh, bởi vì tuyển Anh là một đội bóng hay thi đấu và chiến thắng nhiều thì nó cũng không đúng. Thật sự bởi vì cái mối tình thâm của fan của tuyển Anh thì đa số em nghĩ nó sẽ xuất phát nhiều từ cái giải bóng đá Anh. Đúng rồi. Cho nên là mình yêu quý các cầu thủ Anh, các cầu thủ từ trong các mỗi câu lạc bộ, nhiều cầu thủ Anh thi đấu, cho nên là mình có cái niềm cảm mến với cái đội tuyển Anh. Còn thật sự buồn thì có lẽ là đã dự đoán trước như anh Hoàng đã nói. Cái trận ngày hôm nay thì Tây Ban Nha cầm bóng nhiều hơn, chuyền bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn, phạt góc nhiều hơn, bàn thắng nhiều hơn, chỉ số cơ hội bàn thắng chuyển hóa cũng nhiều hơn. Tuyển Anh thì thua cũng không có gì để mà quá thất vọng. Đó là một cái trận thua đã được dự báo. Và một lần nữa thì chắc chắn anh Thế có đặt một câu hỏi là tương lai Tuyển Anh như thế nào. Thì đây sẽ là một cái bài toán mà chỉ có Liên đoàn bóng đá Anh mới giải quyết được thôi. Nhưng mà trước trận đấu thì hình như đã có cái nguồn tin là bất kể cái trận đấu này kết thúc như thế nào thì Liên đoàn bóng đá Anh vẫn muốn gia hạn hợp đồng với Southgate. Bởi vì theo họ thì huấn luyện viên Southgate vẫn là đang huấn luyện viên như thế luôn, nói là có thành tích tốt nhất, đưa đội Anh đi được đến bán kết, chung kết nhiều nhất trong suốt gần bao nhiêu thập kỷ qua. Nhưng mà nếu mà cá nhân Danny thì ngay từ trận đầu tiên, những cái bảo thủ, những cái của ông có thay đổi theo từng trận đấu. Nhưng nếu mà nói để tuyển Anh vô địch cái cúp năm nay thì nó quá bất công với một đội Tây Ban Nha có chiến thuật bóng đá rõ ràng, có sử dụng con người rõ ràng, họ biết cần thay người lúc nào. Cái trận cuối cùng họ đã thay luôn 10 cầu thủ là cũng một phần để giữ cái sức khỏe, thể lực cho cái trận đấu ngày hôm nay. Và rõ ràng tuyển Anh vì những cái trận đấu ban đầu nó quá lập bập, nó quá chấp vá, cho nên họ cứ phải lê lết và phải vượt qua những cái hồi phụ, những cái loạt súng cân não. Không ít thì nhiều chắc chắn cũng sẽ bào mòn thể lực và tinh thần của các cầu thủ Anh. Và vì cái lối đá của huấn luyện viên Southgate bước vào trận đấu này, họ chấp nhận là họ là cửa dưới. Cho nên ngay sau khi gỡ bàn thắng gỡ hòa của Cole Palmer thì chỉ 5 phút sau thôi, tuyển Anh lại trở về đúng ngay cái bộ mặt mà thường thấy, đó là lùi về phòng ngự. Thì dĩ nhiên nếu mà bóng đá hiện đại như thế luôn nói, những phút cuối cứ giao banh cho đội kia đá, không ít thì nhiều cái khả năng mà bị thủng lưới những phút cuối rất là cao. Đó là tại sao cái trận Hà Lan vừa rồi tuyển Anh có đôi lúc họ bị Hà Lan rất là dồn ép, nhưng họ không hề có cái bộ mặt là phải phòng thủ, họ tự tin họ tấn công, và một trong những cái đường tấn công đó đã chuyển hóa thành thắng của Watkins. Thì đây vẫn luôn là một cái khúc mắc mà không chỉ đi nên này, một số fan tuyển Anh hoặc là những cái fan local người Anh mà Danny có hay theo dõi ở trên các mạng xã hội, họ rất là không hài lòng với Southgate. Bởi vì cái cách tiếp cận trận đấu của ông, bởi vì cái cách mà ông truyền cho các cầu thủ cái tâm lý là mình là đội chiếu dưới, thì không ít thì nhiều Danny vẫn nghĩ những cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái lối chơi chung và cái bộ mặt của một nước quốc gia thi đấu. Mà cái hậu quả cuối cùng sẽ là không chiến thắng một chức vô địch. Ok, chút nữa anh sẽ hỏi em để em đi sâu vào chi tiết hơn. Thì chương trình mới vừa rồi thì có mọi người khen là Huy MC nói chuyện hay quá, giọng quyến rũ quá. Nói chuyện giọng quyến rũ MC mà không quyến rũ không hay thì mấy chục năm qua Huy MC làm gì mà được mọi người yêu mến như vậy. Mà với lại mọi người rất là ngạc nhiên về cái kiến thức bóng đá của Huy MC cũng như cái cách anh nhìn nhận một trận đấu và anh phân tích. Nhưng mà cũng một fan của đội tuyển Anh, nhưng mà ngay lúc này mà mời Huy MC nói thì chắc có lẽ là anh sẽ không nói gì khi mà Danny, Huy Ken và Huy MC nói. Nhưng mà chắc có lẽ là xin các bạn là cho Nam
Nam có cái nhìn của một fan, một fan của đội tuyển Anh, fan cuồng, fan phải nói Nam dù có làm cái gì đi nữa Nam cũng vẫn yêu đội tuyển Anh, cái đó mới là fan, chứ không phải là như ai đó mà trước khi đấu là nói đội tuyển Anh đã thua rồi mặc dù rất yêu. Mời Nam. Dạ thì Nam sẽ nói là cái trận đấu hôm nay với là đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha cống hiến cho quý khán giả một trận đấu rất là hay. Thì theo cái suy nghĩ ban đầu thì cái sắp xếp đội hình thì Nam rất là thích. Thì sau ghế là sắp cái theo cái sơ đồ là 3-4-3 thì là theo ý muốn của mình rồi. Và cái phải nói là cái trận hôm nay Anh đá cũng rất là hay, không phải là thấy tốt hơn những cái trận trước, nhưng mà khi khoảng chừng hiệp 1 thì đá còn vẻ hơi chậm chậm, nhưng qua bắt đầu hiệp 2 thì đá các bạn nhanh hơn chút xíu, thì lúc đó thì Tây Ban Nha mới mở tỷ số trước 1-0. Thì sau đó rồi Anh cũng dồn lên tấn công lại và cũng gỡ lại được một đều, thì rất là hay, cái gì nó rất là hay. Nhưng mà sau đó tự nhiên như Huy nói đó là tự nhiên đội Anh lại chùng xuống một cái, cái mình thấy nó hơi có cái gì đó nó khác biệt ở đây, và cuối cùng là tỷ số là được lập là 2-1 do Tây Ban Nha dẫn lên. Thì thật sự trận đấu này mình rất là tiếc cái chỗ là đội Anh không có cống hiến hết mình là bằng cái cách mà cái theo một đấu pháp là công như vậy thì hay hơn. Vậy vậy Nam có thấy là sau khi gỡ hòa thì là đội tuyển Anh đã thấp xuống, nhưng mà có thấy rằng là bàn thắng 1-0 và cái bàn thắng mà 2-1 là ở hai vị trí mà tương đối là cái điểm mạnh của Tây Ban Nha là đôi cánh. Họ đã tấn công. Và nếu mà quý vị mà có tinh tế chút xíu, quý vị thấy có đôi lúc hai cầu thủ trẻ qua mà để là chồng biên mà để nhồi Luso, khi mà Luso sau khi trở lại có những lúc như vậy thì là thể lực đã bị bào mòn rồi. Nhưng mà tại sao ông Southgate ông lại không đưa một Arnold là vị trí sở trường là hậu về biên phải nha, mặc dù là Walker là cái cầu thủ rất lớn, tên tuổi rất lớn, nhưng mà những gì Walker đã thi đấu, cái thể lực và cái sau khi mà anh slide cái banh ra thì đầu gối của anh đã bán vào hệ thống tưới ngay bị đó là hơi bị khựng rồi. Còn bên trái Luso, nếu mà ngay ở bàn thắng 1-0 thì mình thấy là Luso can thiệp vào cái tình huống đó quá hời hợt. Một cầu thủ trẻ nhanh nhẹn hơn thì nó sẽ khác. Thì vẫn có một Trippier nhưng mà ông cũng không thay, thì chắc có lẽ là ông phải chờ. Mình có thể mình đoán cái suy nghĩ của ông là có thể là ông sẽ chờ vào hai hiệp phụ để ông sẽ tung chắc mấy con bà đó vào. Nhưng mà chắc có lẽ là một Tây Ban Nha mà khi mà anh cầm bóng anh đối công Tây Ban Nha cũng chết. Mà anh để anh nhường sân lại cho Tây Ban Nha thì họ sẽ khai thác những cái khoảng trống. Thì Nam có thấy rằng là có tiếc không? Có tiếc khi mà đội tuyển Anh đã không có cầm được tỷ số mà để vào hai hiệp phụ. Dạ đúng rồi. Thì em nghĩ thường thường là tới phút mà 85 trở đi rồi là em thấy là hai đội là có thể là đã hơi chậm lại để họ giữ tỷ số cho đến cuối hiệp 2 để vào hiệp phụ. Nhưng mà bất ngờ một cái là lúc đó thì thấy Walker có vẻ hơi mệt rồi. Thì Walker anh biết là những cái trận trước là đá vào 120 phút không à. Thì con người thấm mệt rồi mà mình không hiểu tại sao lại không thế anh hậu vệ cánh phải vô. Thì rất là đáng tiếc. Nhưng trong khi ông đã chọn là ba hậu vệ cánh phải rất là hay. Nhưng mà ông chỉ dùng một Walker là đội giải cuối, cho nên mình không hiểu là cái vấn đề đó. Đội phó với lại Walker, nói chung là Walker cũng thi đấu tròn dai, mà thể lực của Walker thì so với những cầu thủ khác thì Walker rất là khỏe và tranh chấp những cái tình huống mà tay đôi đó, Walker rất là mạnh. Nhưng mà nên nhớ cái đôi chân của mình, đôi khi mình cứ chạy hòa mà các cầu thủ trẻ họ cứ bẻ qua bẻ lại gặt tới gặt lui, mà trong cái một cái trận đấu mà các cầu thủ trẻ họ cứ dồn, họ cứ tấn công, cứ tiếp tục chồng biên thì chắc chắn sẽ thấm mệt thôi. Hoàng có thấy cái vấn đề ở vị trí hàng phòng ngự của đội tuyển Anh ngày hôm nay không Hoàng? Thì đúng là anh thấy nhận định đúng là đội Tây Ban Nha trước vào trận đấu tất cả các người hâm mộ đều nói là đôi cánh của Tây Ban Nha rất là mạnh. Tại sao huấn luyện viên đội Southgate không có nhìn thấy điều đó mà để hai người hậu vệ biên là hai người già nua? Cái đó là mình thấy
một sự chênh lệch rõ ràng rồi. Thấy bàn thắng đầu tiên tới cũng rất là đơn giản. Dạ đúng rồi. Hậu vệ hai hậu vệ biên không có bọc lót kịp để cho hai cầu thủ trẻ biên của Tây Ban Nha mà tung hoành và ghi bàn rất là tuyệt đối, chứ không có một cái gì đó là hên hay cái gì hết. Những cái bàn thắng Tây Ban Nha đến thì đó là không cứu được. Thì tụi em trên sân đá thì hay nói với nhau là lỗi kỹ thuật thì không cứu được, chỉ có những cái sơ suất nhỏ thì có thể đồng đội che lại được, nhưng mà lỗi kỹ thuật thì chịu. Thì đúng là hôm nay hai cái cánh của Tây Ban Nha quá mạnh so với hàng thủ của đội tuyển Anh, cho nên cái thua hôm nay là xứng đáng. Nhưng hôm nay là big four không hay là cũng đúng rồi không thua hay không thua, nên nhớ là không hay là thua là nhiều. Ngay cái show đầu tiên anh thấy nói sao ghế có thể có bài đó, có thể chờ tới tung vào trong cái hiệp phụ đó, nhưng mà nhiều khi giấu bài riết rồi lục không ra được, cho nên thôi hết giờ. Thì nếu quý vị có xem đá bóng cùng với lại Huy MC hay là các anh em khác thì mới thấy họ cảm xúc như thế nào trước một đội bóng mà họ yêu thích. Thì thế có thể mời Huy, là một ngày rất là bận biểu nhưng mà cũng dành thời gian để đến với lại tất cả mọi người. Khi mà sự xuất hiện của Huy ở ngay tại LV Restaurant của Luân Vũ thì là mọi người rất là phấn khích. Và khi mà được hỏi về cái nhìn nhận, cái ý kiến của mình về cái trận đấu của ngày hôm nay sao, thì Huy nói rất hay. Thì trước một đội banh mà mọi người rất là yêu thích, mà mọi người đều thích, đều mê, đều trước khi vào giải mọi người đều cuốn theo bởi cái truyền thông cũng như là của một cái giải đấu premier mà đầy hấp dẫn của họ, thì Huy thấy cái trận banh này liệu cái cách bố trí đội hình của ông Sao Gây và các cầu thủ thể hiện trên sân như thế nào? Huy cũng như là trong cái show trước Huy cũng đã từng nói rồi là cái giải Premier League là một cái giải rất là mạnh nhất thế giới. Thế nhưng mà Huy đã nói là Huy không có đánh giá cao các cầu thủ nội địa của Anh, bởi vì các câu lạc bộ, tất cả những cầu thủ nổi bật đa phần là những cầu thủ mua về từ các nơi khác, từ các nước khác. Thì cái sự lựa chọn là ông Sao Kết ông phải lấy ra những cầu thủ theo lý thuyết của ông và tốt nhất của tất cả các câu lạc bộ ở ngoại hạng Anh. Thì Huy thấy là ông lựa chọn là coi như là perfect rồi, không còn ai hơn được nữa. Mình không thể nào mình ví dụ là mình có những câu hỏi tại sao lại không gọi người nọ gọi người kia. Ông đã gọi hết tất cả những người xuất sắc nhất rồi, không thể nào mà theo cái đội hình đó. Ví dụ như Kyle Walker của Manchester City là coi như hậu vệ phải hay nhất giải ngoại hạng Anh mùa vừa rồi. Bên kia là cậu Trippier của Newcastle. Đó là đều là hai người mà trong đội hình chính của ông ấy vạch ra là hai người đó đá. Đồng thời thì bên phải ông ấy lấy Arnold của Liverpool là cầu thủ thực tế mà nói đá ở Liverpool là cậu đá hậu vệ cánh phải. Nhưng mà có một số trận trước là ông cho vào đá thì ông cho đá tiền vệ phải. Đó, tiền vệ phải. Thì có những cái sự mà hơi đắn đo của ông ấy trong cái việc sử dụng như vậy, bởi vì quá dư. Nhưng mà Kyle Walker thì phải khẳng định là một cái tên tuổi quá lớn ở đại ngoại hạng Anh, cho nên là kể cả về dư luận cũng đều muốn Kyle Walker đá hậu lực hậu bên phải. Thế thì theo Huy đánh giá cái trận final ngày hôm nay ấy, thì về thực chất ra nói là ngay từ đầu ông đã biết là ông phải nhường Tây Ban Nha 100%. Ông ấy để cho Tây Ban Nha cầm bóng khoảng độ 70% trong hiệp 1, và ông ấy chủ động chơi có những cú phản công và những cú mà đột biến. Thì như là anh em thấy không, hiệp 1 thực ra là Tây Ban Nha cầm bóng nhưng mà về cơ hội nguy hiểm của Anh nhiều hơn. Đúng rồi. Của Anh có ít nhất 3 cơ hội ăn bàn. Yeah. Đấy, trong đó thì nếu mà Harry Kane mà có phong độ cao thì trái đó có thể là ăn rồi. Đúng rồi. Yeah. Đấy, còn cái trái của Phil Foden thì nó hơi khó một chút. Tại vì cái góc nó hẹp ở bên góc trái này. Đó, đấy ngoài ra thì còn có một số cơ hội khác. Tức là trông thấy rõ ràng mình xem rõ ràng những cái cơ hội ồ lên là của Anh nhiều hơn trong hiệp 1. Đúng, đúng. Yeah.
Thì sau đó thì trong hiệp 2 thì Huy nghĩ rằng ông sẽ thay đổi, ông sẽ thay đổi ngay lập tức cơ. Yeah. Tức là các cái cầu thủ mà ví dụ như theo Huy thì Huy đánh giá là ông ấy thay Harry Kane ra quá chậm. Yeah. Lúc đó là phải thay ngay lập tức ra, vì ai nhìn thấy cũng thấy rõ là Harry Kane không thể đáp ứng được cái trận cầu này. Yeah. 100% anh ấy di chuyển không xong. Yeah. Và coi như cái cú dứt điểm thì hoàn toàn là quá yếu, không có lực. Yeah. Thì cái nó cũng là một cái phần của cái sự khó là Harry Kane cũng là một tên tuổi rất là lớn đúng không? Yeah. Đội trưởng, đội trưởng này, đội thi đấu ở nước ngoài đúng không? Thi đấu ở Bayern Munich. Yeah. Thì cái mà sếp anh đá chính nó cũng có một cái sự áp lực nào đấy, mặc dù thay ra thì có thể là làm phiền lòng người nào đấy. Nhưng mà đấy, nếu ông ấy thay ra ngay từ lúc đó thì còn tất cả các cái vị trí khác thì đúng như thế nói là Walker cái ngay giữa hiệp 1 bị cái cú chấn thương đấy rất là đúng rồi, yeah. Và rất là nó ảnh hưởng đến phong độ, nhất là những quả tạt của anh, đúng rồi, quả tạt cánh vào từ bên cánh phải của Walker trận này là hoàn toàn là coi như là không có hiệu quả. Thì sau đó thì đương nhiên mình là fan của đội tuyển Anh, mình cũng luôn luôn ủng hộ. Thì hiệp 2 thì thực ra cái lúc mà sau khi mà bị ghi bàn ấy, thì cái trái đó thì thôi, nếu mà nói là đội tuyển Anh hôm nay đá hay nhưng mà đội kia nó còn hay hơn thì mình phải thua thôi. Thua cái trái bánh đấy là ai cũng là thán phục, bởi vì là cậu ấy, nếu mà đúng là như là người khác thì cậu có thể là cậu ấy sút luôn rồi. Yeah. Cậu nhà màn cậu sút luôn rồi. Yeah. Khi mà có cơ hội như thế thì không ngờ một cái mà tức là họ cậu ấy gạt sang bên cánh thì bên kia thì cái trái đó là không thể nào trượt được. Yeah, đúng rồi, yeah. Đó cho nên tức là nó là tạo cho đồng đội mình một cái cơ hội ghi bàn 10-10 thì làm sao mà trượt được. Đấy thì sau đó thì cái cú mà vỡ òa thực ra là cái cú của Palmer, nhưng mà Huy dự đoán cũng như thế, dự đoán trước. Palmer chuyên môn ăn những quả như thế ở Chelsea đúng không? Bắt là thương hiệu của Palmer. Đó cho nên cái quả đấy sút mạnh như thế, hơi đập chân Carvajal nhé. Đúng nếu rồi. Mà xem kỹ một tí là hơi đập chân Carvajal. Rồi, nhưng và kể cả là không đập chân thì nó là càng đi mạnh hơn. Đúng nó rồi, thẳng vào góc, không thể nào bắt được. Có nhiều cái đường băng thương hiệu thì đó thì đúng là như mà mình fan thì mình cũng xem mình bị hơi thất vọng một chút về cái cách thay người của ông ấy trận trong trận này. Trận trước ông ấy thay tuyệt vời đúng tham minh. Trận này thì ông ấy thay hơi sai thời điểm một chút, và nếu như cái lúc đó mà kể cả là có thay Rice bằng Arnold cũng vẫn được. Dạ, yeah, đúng vậy. Huy không biết tại sao không làm như vậy. Yeah. Bởi vì quyền thay người còn rất nhiều. Yeah. Đó, và Huy nghĩ rằng là cái cũng như là bên kia Trippier maybe có thể là ông ấy nghĩ rằng là ông cầm cự được hết. Yeah. Cái lúc gỡ hòa một đều rồi. Yeah. Thì có ông nghĩ là nó về một đều rồi. Yeah. Thì là coi như là sang hiệp phụ thì ông sẽ đổi điều chỉnh tiếp. Đúng vậy. Đấy, thế nhưng mà thật là đáng buồn là không kịp. Không những một mình anh buồn mà em thấy lúc hồi nãy mình coi cũng có nhiều người buồn. Ai đá vô em cũng tới em ôm Hoàng Long hết đó. Anh đá vô em cũng ôm Hoàng Long, mà Spain đá vô em cũng tới ôm Hoàng Long. Đó, em không hiểu sao nhưng mà hôm nay em rất là ưng ý. Bởi vậy Euro với World Cup mà được xem với lại anh em bạn bè đó là một cái niềm hạnh phúc. Mà đôi khi mà có những người cũng yêu lắm đó, nhưng mà những trận sáng sớm mà cứ nằm kế bên coi mà lúc mà đá vô mà cứ cắn răng không dám la đó, thì thôi cái dạng đó không chào. Là đạp xuống giường dạng không chào đó, dạng không chào đó thì thôi bạn nên bỏ đi 2 năm sau World Cup đi nha. Rồi anh trở lại với lại Nam. Anh hỏi Nam là sau cái trận cầu như vậy thì liệu tương lai của ông Southgate như thế nào? Thêm có cảm nghĩ thì em phải hướng giống như đội Bỉ. Đội Bỉ cũng có một thời gian là một thế hệ vàng, nhưng vẫn giữ ông Costa, mà ông Costa hình như 3-4 mùa vẫn không làm gì được hết.
Thì bây giờ đội anh cũng vậy, thế hệ vàng. Đội anh rất là trẻ nha, rất là trẻ. Nhưng mà ông huấn luyện viên này hình như gọi là không có thời. Với lại mình nói không có thời là mình nói giống là bao che một chút xíu thôi cho ông sau ghế thôi. Nhưng thật chắc ra em thấy cái chiến thuật không có. Không có một chiến thuật. Anh đá khoảng chừng 5-6 trận này thắng toàn là cầu may không à. Toàn là những cầu thủ xuất sắc họ đột phá cái giờ cuối cùng để họ thắng thôi, chứ không có chiến thuật gì hết. Đá với một đội yếu á thì cái đội anh cứ đá vòng vòng ở ngoài, mình coi ngủ luôn. Mà ngay cả có một cái video có một khán giả ngồi trên đài nằm ngủ. Chắc uống bia nhiều quá. Chắc bị xịn giờ. Mình hy vọng cái trận chung kết này á thôi, đội Tây Ban Nha họ tấn công với là hai cánh. Thì nó hở cánh giữa ra để đội anh công, nhưng mà thiệt ra mình không thấy có một chiến thuật gì hay hết. Yeah. Ok, rồi yeah. Hoàng, thì em nghĩ sao? Theo em á, thì cái xu hướng bây giờ mọi người đang thấy á, là đội tuyển quốc gia nó dùng người của nước đó để huấn luyện. Anh thấy Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sĩ. Bây giờ anh, một người quân sao gáy, ngoài sao gáy ra nếu mà thay đổi, ai là người đảm nhiệm cái vị trí đó? Mình chưa thấy ai nổi bật hết. Mà bây giờ mà đem một cái người huấn luyện viên ngoại vô nữa. Em thì trong cái theo dõi của em sau đội tuyển Anh, nó từ thế hệ Beckham đến giờ mà huấn luyện viên ngoại á, theo em cái suy nghĩ cực đoan của em á, là một người huấn luyện viên ngoại vô huấn luyện đội tuyển Anh, nhưng dù sao thì khi mà đụng cái đội tuyển quốc gia của người đó mà ở trận chung kết á, nó có một cái gì đó về tinh thần dân tộc. Cho nên bây giờ đội tuyển Anh thay đổi huấn luyện viên, mà huấn luyện viên nào là của Anh nổi bật bây giờ mình không thấy. Cho nên bây giờ sau ghế thì cũng nghe nói là cho dù trận chung kết này thắng kỹ số thế nào đi nữa thì ổng vẫn được giữ lại để tiếp tục cho vòng bảng World Cup. Còn nếu mà thay đổi bây giờ thì nó là một sự xáo trộn mà em cũng không có bảo đảm được là đội tuyển Anh sẽ đi về xa hơn được nữa. Còn Huy sao, em nhìn Hoàng đắm đuối vậy? Chắc Huy là có nhiều tâm tư nỗi niềm sao về về ông huấn luyện viên nhất rồi. Chắc cũng bức xúc lắm. Ok, mời em thì em nghĩ là nếu mà đã vào tới trận chung kết này rồi với cái lối đá như vậy rồi thì theo em Southgate không nên tiếp tục. Okay. Bởi vì như anh Nam mới vừa nói, thật sự tuyển Anh cái nguyên một cái giải Euro này không có một cái lối đá nào nó thật sự hết. Bởi vì sao? Nó rất là đơn giản thôi. Các cầu thủ mà đá hay nhất ở cái vị trí của họ ở câu lạc bộ, họ không được đá đúng cái vị trí hay nhất của họ. Đúng rồi. Nó quá đơn giản. Yeah. Ngay từ cái chuyện mà Trippier phải đá hậu vệ trái. Yeah. Và chưa kể anh phải chở qua anh đá 3-5-2 mà yeah. anh phải kéo Bujicsaka về đá wing back. Thì rõ ràng cái bàn thắng đầu tiên hôm nay, hai bàn thắng luôn, nếu mình nói đúng ra là Saka không về thủ. Yeah, nếu mình thường mới phân tích thôi. Bởi vì thật sự chỗ đó không phải là chỗ của anh ở Arsenal. Đúng rồi. Yeah. Phil Foden không một bàn thắng, không một đường truyền. Yeah. Tại sao vẫn giữ cho tới phút 89 mới phải thay, mới cuốn cuồng lên để thay Tony vào? Trong khi em hoàn toàn nghĩ là nếu đã quyết định thay Kovacic cứ thay Kovacic bằng Phil Foden thôi. Và rút Manu ra cũng được, có thể chám vào là Conor Gallagher. Hy vẫn có những con người ở những đúng cái vị trí đó. Thì mình cứ thay một tiền vệ thôi. Tại sao mình lại thay một tiền vệ bằng một tiền đạo là Kovacic và vẫn giữ Phil Foden ở đó, cũng không có làm gì được hết. Cuối cùng Phil Foden nguyên một cái mùa giải rất là thất vọng. Anh lại là cầu thủ tuyển Anh xuất sắc nhất ở giải xuất sắc nhất của thế giới. Nghĩa là nếu mà mình nói là ở một cái giải xuất sắc nhất thế giới mà anh là cầu thủ xuất sắc nhất của cái giải xuất sắc nhất, nghĩa là anh đang là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đúng không? Tại sao Phil Foden lại có một mùa thi đấu quá thất bại như vậy? Nhưng mà nỗi sao ghét là có. Nếu mình cứ bảo thủ như vậy. Với lại em có cái nói là hình như cái đội tuyển Anh á, là cái kỳ này đi là 20 mấy cầu thủ đúng không? Hình như em nhớ dùng chỉ có 14-15 cầu thủ thôi. Quá ít. 14-15 cầu thủ đá cho 60 trận. Tại vì sao? Cái người ta không có một chiến thuật gì hết. Cho nên cuối cùng phải nhờ những cầu thủ mà hay xuất chúng để mà cầu may gỡ hòa. Thì không dám thay ra, anh hiểu không? Cho nên cuối cùng chỉ đá, em nhớ thì chỉ 14-15 cầu thủ thay bô thay ra chừng đó thôi. Có nghĩa là ổng hên. Những cái lời này là không có dành cho trận đấu bán kết vừa rồi. Đúng vậy. Tại vì trận bán kết vừa rồi đội tuyển Anh á cũng những con người này mà họ đá là khác hơn. Dạ đúng vậy. Nó thể hiện ngay ở cái tâm lý khi mà anh bước vào trận đấu, tuyển Anh gặp Hà Lan họ không có nghĩ họ là cửa dưới, nhưng mà họ bước vào họ gặp Tây Ban Nha là họ ngay lập tức họ nghĩ là cửa dưới liền.
thì cái đó lại, là một phần huấn luyện viên rất là nhiều. Với lại một cái nữa là nó hai cái rõ ràng, một cái anh phải công, hai là anh phải thủ. Anh công phải công như hay luôn như là Tây Ban Nha, mà anh thủ phải thủ như hay luôn. Anh hiểu không? Tức là chiến thuật của anh phải thủ như đội Pháp á, đội Pháp mà cái giải World Cup mà thắng đó, là em nhớ là họ không công nhiều, họ gặp những đội yếu họ sẽ công, nhưng họ gặp những đội hay á, thì họ sẽ đá thủ, thủ vận công. Nhưng mà đội Anh thì lại không vậy, không biết đá cái kiểu vì công không có ra công, gặp đội yếu đá công cũng không được, mà gặp đội mà đội mạnh á thì thủ cũng xong, mình không hiểu. Đó là dẫn chứng mà đó, dạ. Nam mới vừa nói đội tuyển dạ. Pháp vô địch đó, dạ. Không cấm không ghi một bàn nào đó. Dạ. Cũng nói theo anh Thế nói á, gặp ai á thì mình có thể dùng chiến thuật rõ ràng, công là công, thủ là thủ. Đúng. Nhưng mà thằng Tây Ban Nha bây giờ mình công nó mà nó là công hay nữa thì mình lại hở sườn. Thì mình thủ đó thì mình phải thủ mà thủ cho hay. Mình thủ mà mình khi mà một cái đội mà rút về thủ thì tạo cơ hội cho người ta tấn công. Không, không, thật sự nó không phải vậy. Thủ thật sự thì thủ được thiệt ra mà nói, đối với Thế thấy rằng đội tuyển Tây Ban Nha bây giờ là đội tuyển Tây Ban Nha mà hay hơn cả cái thế hệ vàng. Đúng rồi, trẻ. Nên nhớ nha, nếu mà quý vị coi thế hệ vàng kia là toàn là những cầu thủ hay, nổi tiếng, thành danh, mà họ là dựa vào cái lối chơi của Barcelona. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà năm nay là những cầu thủ mà họ là, nhìn lại coi, những cầu thủ chủ chốt của họ chỉ có 3-4 cầu thủ chủ chốt thôi. Yeah. Họ từ bỏ cái lối đá truyền thống của Tây Ban Nha. Yeah. Ông dám sử dụng những cầu thủ thủ trẻ. Yeah. Mà không, ông có thể đấu một lối đấu khác. Yeah. Nhưng mà tấn công đa dạng nè. Yeah. Tuyến tiền vệ cầm bóng nhiều nè. Họ đã tấn công đầy biến ảo. Yeah. Từ biên, từ trung lộ, từ vỗ mặt, tiền vệ cắt lên, hay là những cái cầu thủ mà từ tuyến hai lên ghi bàn đều hàng phòng ngự thì cũng rất hay. Yeah. Thì là mình nhìn nhận riêng là mặc dù là cái thế hệ vàng kia có một người Manchester rất là yêu quý đó là Torres, nhưng mà nếu mà nhìn nhận riêng, cái cảm nhận riêng của Thế vẫn thấy rằng thế đội Tây Ban Nha ngay thời điểm này vẫn hay hơn cái thế hệ vàng, mặc dù thế hệ vàng cũng là khủng khiếp, đúng không? Rất là hay, rất là khủng khiếp. Nhưng nhớ là cái tính hiệu quả đã chung kênh với Ý năm 2000. Nói thiệt, Tiki-taka đá mà không có trung phong, nếu mà cái thời gian đó mà không có một cầu thủ mà hay, thông minh hay là lòn những đường banh hay như Iniesta, không thể nào Tây Ban Nha được. Đúng, tại vì các cầu thủ khác, các đội bóng khác là họ chỉ dựng phòng ngự về hai lớp, bịt hai cái biên là rất là khó ăn. Thì chắc có lẽ rằng là trong thời điểm hiện tại mà một cái đội banh phòng ngự với Tây Ban Nha cũng chết, mà công với Tây Ban Nha thì càng chết sớm nữa. Đó, bởi vì rất khó mà một đội banh nào mà ở thời điểm hiện tại mà đá có thể là gây khó dễ hay là tạo áp lực với một Tây Ban Nha như thời điểm hiện tại mà họ mới vừa đăng quang chức vô địch. Thì Huy sẽ thấy rằng đội tuyển Anh với cái lứa cầu thủ như vậy mà ông huấn luyện viên, ông cũng vẫn không có một bài miếng nào, ông vẫn lay hoay. Nhưng mà đôi khi có những cái thay đổi của ổng thì nó hơi lóe sáng chút xíu thôi, rồi nó trở lại với những cái khuôn mẫu giống như những cái trận đấu trước. Thì Huy thấy như thế nào? Thì đấy, như Huy đã nói ngay từ đầu là hôm nay rõ ràng là chiến thuật của ông Hiệp ngay từ vào là ông phòng thủ. Ông phòng thủ, ông nhường hoàn toàn tất cả những cái quyền kiểm soát cho Tây Ban Nha. Và ông chỉ trông chờ vào được những cái pha bóng mà có thể xuất thần phản công. Thì một vài trong những cái pha bóng đó cũng tạo nên cơ hội cho Anh, nhưng mà nó chưa đủ để tạo nên bàn thắng. Như Thế nói, Huy đồng ý với Thế nói là Tây Ban Nha năm nay quá mạnh. Phải nói là mình không có điểm nào để có thể chê được bất cứ một cầu thủ nào ở trong đội hình của Tây Ban Nha cả, và cái lối đá của họ cũng rất là rõ ràng và không thể nào chống cự được. Thực ra đội Anh là quá cố gắng cầm cự trong hiệp 1 mà không thua, Huy đã thấy là hay rồi. Đó, Huy đã thấy là hay rồi. Thì khi mà bị thua cái trái đó thì là 10-10, là khi mà gỡ được hòa ấy thì ông lại quay lại cái lúc đó. Thì cái đó là cái điểm mấu chốt của cái trận này, là khi mà ông ấy quay lại, ông ấy cố tình muốn đưa trận đấu sang hiệp phụ. Cái đó là cái cũng theo Huy nghĩ thì
đằng nào thì cũng thua. Yeah. Từ cái phút mà bị cái bà tường gỡ được hòa đó, nên đá đôi công cái lúc đó và thay người lúc đó, thì có thể lúc đó cái nó cũng khác, cũng đó, là làm có thể là đá cái lối đá đôi công của mình mà làm cho bên kia cũng họ cũng phải có một cái gì đó chần chừ, thì có thể đưa được trận đấu sang, mà đưa được trận đấu sang thì hai hiệp phụ nó là một câu chuyện khác, bởi vì thể lực lúc đó nó là vấn đề quyết định nữa. Đúng rồi, dạ. Đấy, và còn ông còn rất nhiều quyền thay người, thì công nhận là Danny nói là cũng đổ lỗi tại huấn luyện viên, thì anh cũng đồng ý là trận này huấn luyện viên có một số mắc một số sai lầm mà không có đem lại hiệu quả như trận semifinal đó. Thì thôi thì mình là fan đội tuyển Anh, mình hơi buồn lắm, mình cũng hơi bức xúc một tí, đúng không? Nhưng mà thôi, mình trận này thì trận semifinal và trận này anh nghĩ là anh đánh giá cao đội tuyển Anh hơn rất nhiều so với trước đây. Đúng rồi. Bởi vì là nó cái bây giờ hôm nay gặp một đội quá mạnh mình thua, cái cách thua của mình cũng không đến nỗi nào đúng, quá lép vế, đúng không? Đúng, dạ. Không phải là coi như là mình là một đội nhược tiểu và dạ. mình đá như thế, rồi cái cách thua của mình như thế là mình đã thấy là thôi cũng coi như là mình hay nhưng mà người ta hay hơn, dạ. Thì đành phải chịu thôi, đúng không? Dạ, đúng đấy, thì đội tuyển Anh thì Huy nghĩ tương lai sẽ khởi sắc hơn chắc chắn luôn, bởi vì là sau đây thì chắc là rất nhiều chuyên gia sẽ đánh giá và Southgate cũng sẽ học được cái bài học mà sử dụng những cái cầu thủ hiện tại đang có phong độ cao của tất cả câu lạc bộ mà rất là trẻ nhé. Yeah. Sẽ còn tương lai nữa, 2 năm nữa là đã World Cup rồi. Đấy. Tại vì nếu mà bây giờ để cho tương lai mà tới World Cup 2 năm nữa thì đội tuyển Anh bây giờ liệu mà có thay đổi thuyền trưởng thì là đại thay đổi lại phải quay về với vạch xuất phát lại, cũng lại loay hoay không kịp đâu, không kịp đâu, loay hoay với những con người đó mà trong một trận chung kết như vậy, nếu đội tuyển Anh mà thi đấu một cách mình dùng hai chữ bạc nhược thì nó hơi quá, nhưng mà không có thuyết phục được người hâm mộ thì chắc có lẽ là chiếc ghế của ông là sau cái này là sẽ bay thôi. Nhưng mà đội tuyển Anh họ đã thể hiện tốt ở trận bán kết và không đến nỗi tệ ở trận chung kết thì chắc có lẽ rằng là Liên đoàn bóng đá Anh nên cho ông một cơ hội. Chứ cái Liên đoàn bóng đá Anh mà cứ cấn nhắc như là Danny Huy là chắc ổng sao cái này là ổng phải bay rồi. Tại vì cần một huấn luyện viên, nói chứ cần một huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia không phải là điều đơn giản. Đội tuyển Anh thế hệ vàng từ Ericsson, từ McLaren, từ Capello chưa ai có thể làm được hết. Những người huấn luyện viên kỳ vọng mà may ra mà cái nhìn nhận của thế, may ra mà cái lứa cầu thủ này mà đưa Ancelotti vô thì may ra từ đây tới World Cup Jurgen Klopp hay là cũng là một cái tên không, hay là mà hai người đó, hay là có thể là mà chắc cái điều mình mơ chắc có thể khó xảy ra. Cái người mà hiện tại bây giờ mà hay mà hợp mà mọi người yêu thích là có thể là Zidane. Mà Zidane thì mọi người trông chờ lên đội tuyển Pháp hoặc là đội tuyển Anh. Mà giống như Hoàng nói, một người ở một đất nước khác khi mà đưa tình cờ, mình nói ví dụ như là họ gặp đất nước của họ, giống như đội tuyển nữ Mỹ đã gặp một lần đó, tuyển Mỹ nữ Mỹ gặp với đội Đức nữ Mỹ. Dạ, khó, đúng không? Rất khó. Nói chung con người mà làm lúc sao đó, mà cái tình cảm, cái trái tim của họ không có bị rung động, không bị chi phối được, nên cũng rất khó cầm một đội câu lạc bộ gì, chứ nó tương đối là dù gì đi nữa là họ có thời gian họ sửa sai. Chỉ cần thay đội trưởng thôi. Không, nhưng mà tại sao mình đội tuyển Anh lại không đi theo cái dép của đội Argentina, giống như là mình lựa một người huấn luyện viên trẻ, đúng không? Ông huấn luyện viên của Argentina bây giờ là hồi trước giờ không có tên tuổi gì hết, nhưng sau khi cái thời gian thế hệ vàng của Argentina là thời Messi, Di Maria và những cầu thủ như Higuain, những cầu thủ rất là trẻ, rất là hay mà vẫn không làm gì được hết. Nhưng mà khi mà Messi về lớn tuổi rồi á, thì đưa lại một người coach, bây giờ hiện là ông gì, Leon
Scolani. Thì ông về ông làm được chuyện, anh thấy không? Cho nên thì, mình phải đổi, mình phải thay đổi. Mình không đổi thay đổi thì thế hệ mình nó sẽ qua. Khi cả một hệ thống một lần. Đúng rồi, tha đo một lần, nhưng mà đưa một cái như vào như bây giờ là, từ huấn luyện viên, từ tất cả mọi người, rồi khi tất cả các đồng đội trong đó thấy chuẩn bị là sẽ chia tay với Messi, rồi xong họ thi đấu vì Messi, họ sẵn sàng là hy sinh tất cả vì Messi thì nó sẽ khác. Yeah. Còn mà nếu mà chưa chắc gì lúc Messi mà còn trẻ mà thi đấu cái tuổi thọ của anh thi đấu thêm nhiều năm nữa, chắc gì đến Messi đội Argentina đã thi đấu như World Cup vừa rồi. Cái đó đúng là rồi, đây là xả thân vì cái đó là xả thân. Nhưng mà ý ông nói là mình thay một người thuyền trưởng để mà đổi cái vòng mai, giống như bây giờ như Southgate bây giờ anh cứ nghĩ là 2 năm tới đội anh cũng vòng ngoại đã rất là hay, vẫn vô semifinal và vô chung kết, nhưng mà họ lại nghĩ đến đầu ông Southgate này sẽ không làm được gì vì đã 2 lần thất bại rồi. Đúng, ông... cái đó là một cái điểm gì đó là người ta cứ nghĩ trong đầu vậy, cho nên là ông Southgate ông lợi hơn những cầu thủ huấn luyện viên nổi tiếng khác, và ông không phải là huấn luyện viên nổi tiếng nhưng mà ông là đã có từng nhiều năm ông gắn liền với là các giải trẻ, nên những cầu thủ trẻ hiện tại bây giờ mà nghe lời mà có là những cầu thủ mà ông đã theo ông từ nhỏ, những cầu thủ đó sẵn sàng, nhưng mà làm sao ông phải có những cái bài miến quan trọng là bóng đá Anh mà cứ sở trường là tấn công biên, cánh đánh đầu, nhưng mà xưa rồi bây giờ mà gặp cỡ bên trái của Hà Lan dạ, đánh đầu ăn cái gì, đúng rồi, cái đó là sự thật thôi. Bây giờ mà gặp cỡ dàn tứ vệ của đội tuyển Pháp lật đầu ăn cái gì, tấn công biên sao được. Yeah. Bởi vì mình phải có, mình vô trong đó mình thấy một cái trận đấu mà mình không có thể áp dụng những cái bài miếng sở trường của mình thì mình sẽ có những cái bài miếng khác, và quan trọng là mình phải có những cầu thủ, mình phải có những con người để phù hợp với lại những cái miếng đánh đó, cái đó mới là cái quan trọng nữa. Nhưng mà con người là do người huấn luyện viên chọn, đâu phải là nhiều quá. Nhưng mà bây giờ nhưng mà tại sao vẫn phải chọn để mà đá không đúng vị trí? Em thấy đội Anh bây giờ em không nghĩ là tuyển Anh nguyên một cái nước Anh, nguyên cái giải Anh nó lại thiếu cầu thủ tới mức mà cứ để cầu thủ này nó không đá đúng vị trí. Em làm sao em không chọn Foden được? Foden nó là cầu thủ trẻ, cầu thủ xuất sắc nhất ngoài Anh năm ngoái, làm sao không chọn? Không, ý nghĩa là cái dở của ông này là ông không có sắp xếp được. Không, ý Đen thì Huy nói là Foden không phải là dở, nhưng mà Foden giống như là một cái thì cho nên mình không thắng thôi. Cái hay xui gì đó mà mỗi lần thay thế ra thì đội Anh sẽ lật ngược rồi. Chứ không phải là dở đâu Foden đó. Dạ dạ. Quan trọng giống như là ngay cái lúc đó cầu thủ đó họ chỉ cần lấy sáng thôi. Mình nói thí dụ như là cũng cái trận trước Walking quay người sút cho banh lòn dưới hán qua. Còn ở tình huống này nếu cho banh trước vào cầu môn, nếu mà cái cú mà cái đệm bước một của Walking mà chỉ cần đệm quay trước người Walking ra đúng rồi. Thì làm cái banh đó là đúng rồi. Yeah. Bởi vì có những cái nó yeah. Anh hay mà anh phải may. Phải may nữa. Anh phải may. Anh nó có yếu tố may mắn trong đúng đó cũng yeah. Anh cũng chặn bóng. Anh cũng vừa chuẩn bị là bước một của anh vừa chuẩn bị anh chặn bóng là coi như một cái bước anh set up để chuẩn bị anh đá. Nhưng mà anh đỡ hơi bung ra chút xíu rồi ập vô, hay là tự nhiên anh chịu cái nó bung ra mà ngay cái khoảng trống của anh tới, ngay khoảng trống trước mặt nó khác. Bởi vậy yếu tố may mắn nó vẫn là hàng đầu. Không, cái may mắn thì em không nói rồi, nhưng em nói cái vấn đề là người huấn luyện viên họ có quyền họ chọn cầu thủ. Thì tại sao, thứ nhất là cái tuyến giữa anh nhớ là đội Anh ngay đầu mùa giải đến bây giờ chỉ có đá 3 cầu thủ thôi. Thứ nhất là đầu tiên là ông sử dụng Rice và Arnold, đúng không? Gà cưng. Rice and Arnold. Đó, mà trong Arnold là đá chuyên về hậu vệ phải chứ không phải là không phải đá midfield. Thì ông lại đưa vô đá midfield là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đá vài 4-5 trận rồi ông mới đưa Manu vô đá. Thì ông thấy lúc mà Manu vô đá có vài hợp. Thì có phải là nguyên cả 7 trận đúng không? 7 trận đá có 3 cầu thủ midfield à. Tại vì đôi khi một cái giải đấu mà họ không dám thay đổi nhiều. Tại vì họ thay đổi nhiều bây giờ, mình nói thí dụ như ông đã có đưa Karacher vào rồi. Dạ ok. Nhưng mà hình như là không đúng vị trí, Karacher đá không đúng vị trí đó. Nhưng mà ông thử dạ. Nói về cái này được thử. Dạ. Cái đó là thử đúng là cho nên vấn đề ra đâu mày. Vấn đề là huấn luyện viên là chỗ đó, em nói vấn đề. Bây giờ ngay cái biên trái là bây giờ người ta mới tiếc là tại sao không có Chiles. Đúng dạ đó em nói đó really không có nè sao không có đúng tại sao mình không hiểu cái người ta mới nói là tại sao trong những tình huống đột biến tạo đó đúng dạ
chiến lược là rapper không kể cả rapper luôn nha, mặc dù phong độ câu lạc bộ chấn thương, Sancho nữa, thì Sancho là tại vì Sancho là tại thời gian xuống phong độ quá rồi, nhưng mà anh nhớ là xuống độ nhưng vừa rồi là đụng vô chung kết cúp C1 mà anh còn bắn đá chính mà anh bảo là đúng hả, đóng góp ít lắm, đóng góp ít với lại mình nói là một cầu thủ có tài hay là cái gì nữa, cái sinh hoạt là cái đạo đức cũng vẫn đặt lên hàng đầu. Đôi khi mình trẻ mà trẻ thì sung mà cộng lại ngông đó thì đôi khi có những cái đội văn nghệ sĩ sao nghe quen quen có ai mà nói được lắm thì vậy nếu mà sau cái thất bại này ở trận chung kết này thì Huy nghĩ là cái sự chuẩn bị cho cái giải World Cup kế tiếp thì liên đoàn bóng đá của Anh có nên giữ ông hay là chọn một huấn luyện viên mới không? Bây giờ Huy chỉ sợ không kịp thôi, chứ còn về vấn đề làm quen, chứ còn về đương nhiên là thay đổi thì sẽ có thể đem lại tốt hơn, nhưng mà cũng phải cần thời gian nữa, cho nên là 2 năm thì nó hơi bị gấp quá. Đấy, hơn nữa thì không biết tại sao không có những cái tư vấn mà đưa, hay là ông này ông quá cứng đầu, thì phải nói đấy, một số những cầu thủ như anh em vừa mới đưa ra là hoàn toàn là rất là xuất sắc luôn, thì không có lý do thì là lại không gọi mấy người đấy cả. Đấy, và ông ấy vẫn đang loay hoay, thực tế mà nói Huy không hoàn toàn không có hài lòng Rice. Rice giá vị trí đấy chưa có một trận nào bóng rất nguy hiểm và không control được và không kiến thiết được, không kiến thiết được, không cầm được, tức là thua ở vị trí đó. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao không đưa John Stone lên vẫn thử nghiệm đá tiền vệ trụ được? Bây giờ không có ai đá. John Stone lên thì ai đá trung vệ? Thì đó là vấn đề. Thì bây giờ như vậy hậu vệ anh hết sao đúng không? Bắc ngoài. Thiếu. Cho nên vấn đề Bắc ngoài không đi giải này là một là mai cho anh ấy. Nếu mà đi là mỗi mũi lùi là thay vì sao ghét là nhắm vào mặt ra. Bắc ngoài không đá được. Nói chung là vào đây còn gà mắc tóc hơn và lục chụp hơn là lúc đá cho Manchester United. Bây giờ, em nghĩ ra là thằng Phil Foden đó, lý do ông không lấy ra là để ý coi Phil Foden đó là cầu thủ có thể đá nhiều vị trí khác nhau. Đúng rồi. Có thể ông nó đang đá ở vị trí đó không được thì sau này ông sẽ di chuyển ra cao. Không, mà nó cũng có thể có cậu đấy có khả năng gây đột biến. Thật sự là Phil Foden là giống như gọi là đá vận may, hiểu tức là không hên thì thôi. Chứ là đúng là phim mình đã bao xăng đó chứ. Em thấy banh chỗ nào banh về vẫn là phim vẫn về nhiều. Có ai thấy rằng là Bellingham cầm bóng nhiều quá. Dạ đúng cứ rồi. Cứ banh nào cũng đột phá qua. Thì đó là do cái vấn đề đột phá qua người cầm. Vấn đề chính là do của huấn luyện viên. Thấy okay. ban bật. Nếu ví dụ trong huấn luyện viên nói là anh nhiệm vụ của anh là bá phải ban bật nhanh, đánh nhanh như nào thì phải nói, chứ còn nếu không đấy ông ấy tức là cái lối đá về cái khu vực giữa sân của ông là hoàn toàn là tối đúng rồi, cho nên ông em không biết, anh không có một chiến thuật gì hết không biết ông cũng không dẫn được người ta. Bây giờ ví dụ như mấy trận vòng bảng Bellingham với cả Foden còn dẫm chân lên nhau nhưng mà chạy vào một đúng một cái tí thì làm sao thì lúc đầu ông sắp là Foden đá bên cánh trái thì đụng Bellingham đá không được cho nên sau đó hai cái trận động Hà Lan ấy, ông mới sắp một cái cánh phải thì đá đỡ chút xíu. Xem cái trận đầu tiên là thấy ông thấy vô lý bởi vì là ai cũng đánh giá rất là cao Phil Foden nhé, và Bellingham thì tất nhiên là đang đá phong độ cao ở Real Madrid, làm sao mà coi như là cậu đã là một cái cậu không, cậu đó là một cái cậu mà cứu tụi anh trong 30 cuối cùng đấy chứ. Trận đầu tiên ghi bàn nữa là ai có đánh giá cao không, thật sự ra nếu mà cái cầu Pháp trận này á, nếu mình ổng đã nghĩ là nhường cho đội Tây Ban Nha luôn á thì Harry Kane em nghĩ nên để dự bị, đưa Watkins vô ngay đầu tiên và đá phòng thủ nửa sân thôi, đá nửa sân và chờ phản công. Nếu mà như vậy thì đấu pháp như vậy thì có hợp đối lý hơn. Southgate là Bellingham là key player rồi. Đúng rồi. Thì đúng rồi, nhưng mà ý nói là đá thủ phần công là anh phải đá về nửa sân luôn.
mà lúc đó là hurricane là không có đá được, tại vì không có tốc độ để quất chân vô đá, dùng tốc độ chứ được cái bánh bấm bóng bánh lên trên, mặc dù yếu mà đội trưởng mà chờ lưng thưởng trên đó, chờ chờ có cơ hội và vô tình để lụng cái bóng em vậy. Ở dưới nó nhiều thời gian quá, nó đã chặn hurricane rồi, bây giờ đâu có động biến được, chỉ có những cái đường bay cố định thôi. Phong độ mà không có cao như thế thì 45 phút ra được rồi, quất chân vô. Nói thiệt đó nha, ba bàn thắng của Hurricane là toàn là hai bàn thắng lụm bóp với lại một bàn thắng một bàn thắng phạt đền thôi. Cái ban đầu tiên thì là lòi ra bóp gì anh thấy eo bóp eo còn bàn thắng còn cái bàn thắng mà nói chung là bàn thắng Hurricane thì cũng không may, thì cũng có những cái bàn đội đầu mà hơi chệch xạ là cũng không phải ra, nhưng mà ở cái Tony ở bàn thắng mà truyền ngang đúng rồi, cũng hay rồi. Omo là cũng hay, thì vậy là cái thời gian tính không có nên có lẽ rằng chắc cũng Liên đoàn bóng đá Anh thì cũng có thể ngồi lại sẽ vạch ra một cái hướng khác, và hy vọng ông sẽ có một những cái miếng bài, hay là sau cái Euro này ông sẽ chọn cái cầu thủ mà theo mọi người nghĩ rằng là cái phong độ hay là cái những cầu thủ vào nó hợp với những cái đấu pháp của ông hơn. Thì hai năm tới World Cup là mình chỉ còn khoảng có một năm mấy nữa là đúng rồi, và sợ không đủ thời gian thôi, chứ còn về vấn đề mà năng lực thì rõ ràng là mấy năm nay thì ông Southgate không có được đánh giá cao, nhưng cái vấn đề là anh không có người nữa. Bây giờ nếu mà gọi ra là không có ai có thể cầm quân được nữa, cho nên là và bản thân ông này Huy nghĩ là ông Graham Potter. Nếu mà em nói không gì người anh thôi. Bản thân ông này có thể là ông ấy cái cách cầm quân của ông ấy ở trong phòng thay đồ của ông ấy là được mọi người cũng để. Nhưng nó lại tạo một cái tập thể đoàn kết thôi. Cho nên cái đấy nó cũng là một trong những cái mà làm cho cầu thủ có như đoàn kết nhiệt huyết như thế. Nhưng mà về chuyên môn thì ông có thể có những cái nọ cái kia sai lầm, nhưng mà Huy nghĩ rằng là Huy đánh giá là khả năng Liên đoàn bóng đá Anh vẫn giữ ông lại sau hai cái trận vừa rồi. Nếu hai trận vừa rồi mà nó coi như là bí như là mấy trận vòng bảng thì hoặc là trận tứ kết thì thôi, cũng trái thảm, nhưng mà trái thảm mời ông về chắc chắn là ông bị sa thải 100% luôn. Tại vì đội tuyển Anh chắc có lẽ là đã vào tới trận chung kết rồi, mặc dù họ thi đấu như thế nào nhưng mà hạng nhì thì cũng có thể là chấp nhận được so với lại những đội mà mọi người đã kỳ vọng như trước lúc vào giải, như chẳng hạn như đội tuyển Pháp hay là đội tuyển Bồ Đào Nha, Đức. Mình nói thẳng ra đội tuyển Pháp, đội tuyển Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, mà đội tuyển Anh mà vào thua ở trận chung kết 2-1 trước một đội tuyển Tây Ban Nha hừng hực như vậy thì kết quả có thể là tạm chấp nhận được để bảo toàn cái chiếc ghế của ông. Nhưng mà cần sự đổi mới, giống như Danny Huy nghĩ thì là chắc phải có vấn đề thời gian, mình phải làm sao mà có thể mà một huấn luyện viên nào vào mà cũng các con người đó mà tạo cho các con người đó thi đấu nó một cái bài miếng hay là chiến thuật hay là những con người đó có nhưng mà giờ có tung theo những cái cũng, gì cũng mà là, nhưng mà giờ cũng mỗi hai năm là nhưng giải mà, đúng rồi. Đợi hai năm nữa thì nói giờ thì đợi hai năm nữa cũng trễ quá tới Euro tiếp ta. Cái bắt đầu đó, cái bắt đầu là cái World Cup, kết thúc vẫn là World Cup, còn cái Euro là giữa chừng thôi. Cho nên mình World Cup nó lớn hơn chứ. Cái này có một cái là thực sự suốt cái bây giờ nói trong tất cả những chặng đường cầm quân của Southgate thì thực sự nếu mà nhắc tới một cái chiến thắng đáng nhớ nhất thì tất cả thành viên Anh mình nhớ trận nào? Có lẽ chỉ là trận duy nhất mà tuyển Anh thắng Đức 2-0 thôi. Còn lại khi mà tuyển Anh gặp những đối mạnh như căn bản Ý, Pháp và ngày hôm nay là Tây Ban Nha thì họ đều thua. Cái con đường họ vào những trận bán kết và chung kết có thể là nó một số thì mình nói là ok may mắn, nhưng mà khi gặp những đội bóng lớn, em tới hiện tại đây này chỉ nhớ một trận duy nhất mà phải nói là trận đấu mà thắng thuyết phục luôn á, là chính là mùa Euro gần nhất
kỳ trước là thắng Đức 2-0. Dạ, đúng rồi. Còn lại khi mà vào tứ kết gặp Pháp ở World Cup cũng thua, chung kết gặp Ý cũng thua, và hôm nay chung kết gặp Tây Ban Nha vẫn thua. Thì nếu mà nói Southgate có tài thì em vẫn nghĩ là Southgate không tiếp tục nữa. Không, em cái này em mình nhìn nhận nó là có tài. Có tài thì không, có tài thì là mọi người thấy thấy ổng là có tài hay không, bản lĩnh là những người đều thấy. Không có. Nhưng mà liệu có ai phù hợp có nắm đội tuyển Anh hơn ổng hay không, cái đó mới là vấn đề. Phù hợp ở tới mức nào anh thấy? Phù hợp, phù hợp nghĩa là anh chấp nhận là phù anh hợp kết, là, anh phù hợp chân. Là từ thành tích và thành không, tích là anh chưa thắng một cái không, gì cả. Cái vấn đề là bây giờ liên đoàn bóng đá anh đang muốn cái gì? Anh muốn, bây giờ anh muốn chấp nhận một đội tuyển Anh hay là anh muốn bây giờ anh hỏi em nè, mặc dù là không phải là chức vô địch thôi, nhưng mà mình chỉ nói đơn giản là thời gian gần đầu của mình, chỉ tính là từ đầu của thập niên 2000 tới bây giờ đi, từ Ericsson tới bây giờ có ai có thành tích được như ổng, mặc dù ông là không xấu, phải ông vào xấu nhất. Nhưng mà nhìn lại những cái lần trước tuyển Anh thua thì em chỉ nhớ là cái tệ nhất là cái Euro 2016 thua Iceland, rồi cái vòng bảng 2010 là bị loại từ vòng bảng luôn. Nhưng mà trước đó là tuyển Anh cũng phải đụng rất là nhiều đội mạnh khi mà thua những cái đó, mà thường là thua penalty. Thì rõ ràng cái cải thiện ở đây là thắng penalty, nhưng mà gặp những đối lớn thì Southgate không có bản lĩnh để vượt qua cái đó, thì có lẽ theo Southgate không có hợp để đưa tuyển Anh đến một cái chiến thắng, đến chức vô địch. Chắc phải hơi khó vậy. Nhưng mà ý anh nói là liệu bây giờ một người nào mà phù hợp với lại đội tuyển Anh, cái đó mới là làm sao mà đỡ liên đoàn. Nhưng mà mình ở Anh mình có thể chọn những người ta đang nói là những có thể là Lampard, thành danh trẻ như lắm. Liệu em có tin là Lampard với lại Wayne Rooney khi mà ở câu lạc bộ là bị sốc mắt sang bang? Những người đã từng thế hệ vàng nè, Gary Neville nè, Paul Scholes ra là người nói đó có được. Gary Neville đó, Lampard là người nói gì em, em thì có một người em nghĩ tới là Graham Potter. Không nói được cái này, nó cái gì nếu vậy? Nếu anh nói là và cái nếu mà anh nói là đúng, của người Anh đúng. Em đã thấy như vậy rồi thì ở trên kia mấy người chấp vu ở trên liên đoàn bóng đá Anh họ đã thấy nhiều, nhưng mà họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nên giữ hay là không giữ đó. Còn không thì phải chấp nhận một sự thật là nước Anh nó không có một huấn luyện viên tốt, thì cứ hãy tìm huấn luyện viên nước ngoài thôi, chứ làm sao mà cái đấy thì là có mấy không thật sự đó, theo em đó. Theo em nghĩ nếu mà ăn thua liên đoàn đánh đang muốn nghĩ cái gì. Đối với bản thân em cũng vậy, em chơi cái đội phong trào thôi đúng không, nhưng một cái giải đấu rồi đó em nghĩ đội em sẽ vô địch thì là phải vô địch, và đội em muốn đã chơi là phải thì ra đã chơi không, mà cho nên cái vấn đề chính là cái câu mà rồi. Nam mới nói đây làm anh Hiệp nhớ cái mấy cái giải mà ao ruột của mình đây. Dạ dạ dạ. Lúc đầu giải vô thì nói là mình đá cho vui. Đá vui. Đúng không? Thua cái. Đúng mà tới về khúc cuối hay là thua nhiều quá hay cái gì đó, tại sao mình không đá serious mà để thua quá? Không, cái đó là tại vì khi mà mình giữ một cái đội á, thường ra mình lúc nào mình cũng nói cho anh em, động lòng anh em hết, tức là động viên anh em. Yeah. Mình cứ chơi đi chơi vui thôi, hiểu không? Nhưng mà tùy theo giải mình chọn mặt, đúng không? Mình chọn mặt giữa vàng. Ví dụ cái giải này có thể mình chọn những cầu thủ này để mình đá, và những cái giải mình chọn những cầu thủ đó khác đá, đó là cái tùy theo cái ý của mình. Thôi, đúng không, và hỏi ý mình muốn cái gì. Cho nên liên đoàn bóng đá liên đoàn bóng đá Anh là đã muốn cái gì. Liên đoàn bóng đá thì tất nhiên là họ đòi hỏi thành tích cao nhất rồi, đúng rồi, đó một là trả cho liên đoàn bóng đá. Em thì cho nên là cái vấn đề còn lại của em không nghĩ là tuyển Anh sẽ đạt thành tích cao nhất. Thì đúng rồi, nếu mà thôi với sau kỹ thì bây giờ anh nói thiệt với em nè, cả đội tuyển Anh, những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Anh, huấn luyện viên hay nhất trên thế giới này, giờ đội tuyển Anh cũng không vô địch. Thì đó là bất tâm anh biết không, khi mà mình vô đây á, nếu mà mình chấp nhận Anh thua, mình cho đồng ý, nhưng mà mình có một cái cảm tính như vậy mà mình nghĩ đội tuyển Anh vô sẽ đá ăn sống người ta, nhưng mà cái dàn cầu thủ của châu Âu nó ngang nhau rồi. Ngang nhau đúng rồi. Mình không có thể nào mình vô mà mình expect là cái đội của mình á
vô là sẽ đá chiến thuật này, nhưng mà đội kia nó phải học chiến thuật của mình, nó phải phá chứ. Anh nói ngay từ đầu, thực ra mà nói bây giờ tuyển thủ anh so với cả mặt bằng chung châu Âu đâu không phải là xuất sắc nhất. Đúng vậy. Cho nên là em không thể nào em kỳ vọng là đội tuyển Anh sẽ làm nên trò trống gì trong một cái kể cả là huấn luyện viên có thể là tốt hơn ông Southgate rất nhiều, con người nó vẫn chỉ có từng đó. Cho nên là khi mà ông ấy đưa ra có thể ngay là the best cho đội tuyển Anh rồi mà vẫn không vô địch được. Anh thì anh nghĩ là anh chấp nhận được, anh thật sự anh còn hơi hài lòng hơn là anh đoạt được Á quân năm nay. Đó, anh nghĩ em lại không nghĩ tuyển Anh cái dàn cầu thủ từng cá nhân nó lại yếu hơn tuyển Đức đâu. Nếu mà mình so qua về, em không nghĩ là mặt bằng chung, nếu mà tính đến năm nay em không nghĩ là từng vị trí cá nhân của tuyển Anh nó lại yếu tới mức là không thể at least đá đôi công với các đội bóng lớn. Em không nghĩ như vậy. Năm nay thì em không nghĩ như vậy, em lại rất là không. Năm nay nếu mạnh nhưng mà so với Đức thôi là mình đã thấy là tuyển Anh là từng vị trí là hơn nha, bởi vì Đức là đa số là cầu thủ trong nước và cái dàn năm nay là quá nổi bật luôn là của Bayern Leverkusen thôi. Nhưng mà nếu so từng vị trí cá nhân em không nghĩ là cá nhân lại kém hơn. Vị trí cá nhân của đội tuyển Anh thì là mình nói là cái tiếng tâm của họ nó nhiều hơn là nó cao hơn là cái năng lực của họ. Đúng rồi. Yeah, tại vì cái đội tuyển Anh nó những cầu thủ của họ là được bơm giá này, báo chí, được báo chí này, yeah, đưa lên nè, yeah, được mà mọi người tôn vinh là thi đấu đẹp là yeah, nhờ các cầu thủ trụ cột ở trong câu lạc bộ họ thi đấu. Bây giờ nó thiệt đội tuyển mình chỉ nói là Phil Foden đi, Manchester City nếu yeah, không có Rodri, nếu không có De Bruyne làm sao, đúng làm rồi, sao đá mà không có cái người kéo người, có người tì đè ở trên như Haaland, làm sao mà Phil Foden tỏ sáng như vậy, yeah. Tại vì những người đó là từ lớn, cái tiếng tâm của họ là được báo chí đồn thổi lên là từ câu lạc bộ, mà câu lạc bộ những cầu thủ mà trụ cột, những cầu thủ đưa tên tuổi, những cầu thủ mà đứng sau lưng để đẩy những cầu thủ đó lên không phải là cầu thủ của anh. Cái đó mình phải nhìn nhận một cách thực tế là như vậy. Ý của anh nói là như vậy đấy. Cho nên mới comeback là nếu như vậy thì cũng không có lý do gì tại sao phải để Foden đá chính. Nhưng mà khi mà mình nói không đá chính thì mình lại comeback, Em phải nói là chỗ Foden nó có người khác đá được. Không có người để những chỗ đó mà anh hỏi em nè. Em có từng nắm đội chưa? Em có từng đá đội, em có từng sắp vị trí trên đội banh chưa? Anh chỉ nói em như vậy thôi. Yeah. Nếu mà em đã từng hay là em ra, anh nói thí dụ như em ra em chơi đi. 2-3 cầu thủ hay, mặc dù em biết là cái chỗ đó là không phải là vị trí sở trường của họ, nhưng mà em cũng bằng mọi cách em phải nhét họ vô họ trong đội hình xuất phát. Cái đó là cái đau đầu mà nhiều huấn luyện viên trên thế giới này bắt gặp được, chứ không phải là riêng về huấn luyện viên. Cái đó là gì? Huy không thể nào mà Huy ra sân mà hai cầu thủ chính giống như anh Hiệp hay là anh Huy MC, mặc dù đã lớn tuổi đó, mà họ thì nó rất hay. Ví dụ mình thì nhưng mà phải chắc bánh chính đúng không? Nhưng mà phải chắc bánh chính. Không thể nào. Em có mùi bên một trận này một trận sau là cái ghế em bảo đảm là không công thần đó, công thần. Cái đó là cái gì? Trong bóng đá nó là như vậy, chúng ta nó là như vậy. Em là huấn luyện viên nhưng mà mấy cầu thủ chính, cầu thủ lớn nó nắm hết ghế, nó nắm hết trên ghế của em rồi. Nó chỉ lắc thôi. Huy, ok, anh biết em là rất yêu, rất thích tiền, nhưng mà đặt em vào ông Southgate, em không thể nào làm khác hơn được. Khi trong tay em không có những cái người khác mà thi đấu vị trí đó hay hơn, thay đổi cục diện trận đấu bằng những người đó. Ông biết chứ, tổ huấn luyện ông biết chứ. Nhưng mà ông phải dựa vào, đôi khi cách di chuyển họ có thể dẫm chân lên nhau, nhưng mà đôi khi cái sự tỏa sáng của những ngôi sao hay là có những người đó bất ngờ đó, họ ghi những cái bàn thắng đẹp, hay đôi khi cái đang lúc mà cứ nghĩ họ chạy dẫm chân lên nhau thì cái chậm trước đó, một người di chuyển bên này, một người di chuyển bên kia, tự nhiên nó thánh thoát ra thì là người ta lại quên cái chữ trước đó là họ dẫm chân lên nhau đi, rồi xong họ lại chờ vô lúc mà mọi người đang chúng đặt hy vọng thì họ lại đi xuống cái sự thất vọng, xuống đáy của sự thất vọng. Là lúc khi mà xuống đáy sự thất vọng thì bắt đầu cái tự nhiên cái nó khởi sắc ra có bàn thắng lên, cái mọi người lại quên cái chuyện khác đi. Thể thao nó là như vậy đó.
Bởi vậy chắc có lẽ Hoàng chuyên gia tâm lý em giải thích thêm. Cái ngày hôm nay, cái ngày hôm nay nếu mà em không giải tỏa được tâm sinh lý của Huy là chắc có nãy giờ em cũng cố trấn an Huy á, là mình kỳ vọng quá vào một cái cầu thủ đó, tại vì mình xây dựng hình ảnh đẹp quá, nhưng mà mình nên nhớ là mình hay có người hay hơn, cho nên mình phải chấp nhận đúng anh Huy nói đúng. Giải Premier là một cái giải hay nhất hành tinh, là tất cả những tinh tú của toàn châu Âu nó dùng vô đó nó đá, nhưng mà khi bung về đội tuyển thì nó về đội tuyển nó đá quá hay, trong khi những người Anh giống như là những người đi học việc. Em thấy không, giống anh Thế nói, Phil Foden đá mà xung quanh không có Haaland, không có De Bruyne thì làm sao mà Phil Foden tỏa sáng được. Thì bây giờ em hỏi tại sao Phil Foden được sắp chín đội tuyển Man City là đội hay nhất anh, mà giải anh là giải hay nhất hành tinh, anh Huy nói thì Phil Foden là cầu thủ hay nhất thế giới. Bây giờ em không cho đá thì em cho ai đá? Tại sao anh thay Kane được mà anh không thay Phil Foden được? Em đơn giản thôi. Kane là mới bị thương xong nó khác, còn một cầu thủ lành lặn nó chuyển được em. Nhưng mà nó không hiệu quả thế, nó không hiệu quả. Nên nhớ là không hiệu quả. Một người đội trưởng trên sân khi mà đã được bầu ra một người trên sân, họ có thể là họ không đạt 100% phong độ, em hiểu. Mà họ chỉ là 80-85% phong độ, họ phải đá chính. Ok, khi họ phải, em có biết là đội hình 1, đội hình 2 là đá chính hay là dự bị không? Thì khi mà vô không được, không có lấy ra. Bây giờ anh nói có những cái mà đôi khi em sẽ không thấy được khi mà em là cái người ở trong cuộc, khi em là cái người thi đấu hay là em cái người nắm là cái độ. Anh biết là có những cái bây giờ bút xúc là bút xúc ở chỗ sau gây thôi, nhưng mà liệu có ai làm được như sau gây trong thời điểm hiện tại mà khi cả đất nước Anh tìm một người để lắp vào vị trí của sau gây đó là mới là vấn đề. Đó. Em nghĩ là có. Nếu anh hỏi thì em nghĩ là có. Em nghĩ là có. Nhiều em phải là tiền. Em nghĩ là có, nhưng mà liệu những người đó có hợp với lại liên đoàn bóng đá Anh hay không? Thì cái đó mới là vấn đề. Còn mà bây giờ anh nói em á, em thấy Alvarez không? Alvarez Argentina. MC làm gì? Ở MC làm gì? Alvarez làm gì? Dự bị. Đúng. Em thấy giờ Tây Ban Nha đá không? Rất hay. Đó. Có những người trong thể thao nó làm như vậy. Em thấy hồi trước vào đội tuyển Đức không? Thấy Podolski không? Đúng. Dự bị không? Mà về đội tuyển Đức ở cái biên trái, trời ơi, đá như đỡ, đá như đắt. Có những người nó là như vậy, trong thể thao nó là như vậy. Bởi vì đôi khi cái mình là tay ngang mà, mình là chỉ chơi phong trào, mình tay ngang, ví dụ ok, mình chỉ ví dụ mình có chơi chuyên nghiệp, có lẽ ở một cái đất nước mà vùng chủng nó khác, còn cái ở những cái đất nước mà cái nền thể thao của họ bây giờ nói chung là ở châu Âu là nói chung là phẳng rồi, còn chứ không phải là có chỗ thấp chỗ cao nữa. Nên tại sao mà đội tuyển Anh hay là đội tuyển Pháp cũng vẫn gặp khó khăn với một đội tuyển nhỏ, đó là như vậy. Em hay chứ khi đá với em là tại sao người ta không ngủ, là tại người ta chằn chọc, ta suy nghĩ để làm cách nào để khắc chế em. Cái đó mới là thể thao. Chứ bây giờ anh nói thí dụ như trong này đi, hồi đó mà mỗi lần chiều mấy anh em mình nói sang, mà mỗi lần bên kia mà nó thấy Huy MC mà đá chung vợ bên này là nó đã ớn rồi. Chưa kể là em thấy có nhiều người nói ủa anh Thế Huy MC đá bên hay mà còn kiều đá hay đó. Nói thì chắc có lẽ không tin, nhưng mà đôi khi những cầu thủ người ta chơi vui, nhưng mà có ra có những cái đường bóng, những đường chạy, những cái ghi bàn mẫu hứng cũng giống như là cầu thủ chuyên nghiệp vậy đó. Anh nói thiệt với em Đan Nguyên không được đào tạo gì hết, thấy như xong đá rất hay. Cái đó là cái bẩm sinh trời cho cái kiếu. Em có thấy mà ai sút bên mạnh, bên căng bằng kiều không? Cái đó. Còn chẳng hạn như mình đã từng thấy Ronnie Trọng ở bên châu Âu có những cú lăng ba di bộ rất đẹp. Còn chẳng hạn như mình thí dụ những người đang nói thì mình đang nói về vấn đề mình đội văn nghệ sĩ, chẳng hạn như Mạnh Quỳnh đi chụp có những cái động tác mà Hoàng Long á chụp banh giống như là đã tập những động tác chuyên nghiệp thì chụp nó khác, mà giống như Mạnh Quỳnh hồi nhỏ cũng có chụp banh có đó, hình đó, như nó có vào độ năng khiếu, nhớ đấy. Nhớ đi sang chơi không, vào độ năng khiếu đá cái banh qua đầu ha, như mấy thủ môn khác mà lui về chặn nó, Mạnh Quỳnh đẩy nhẹ cái chân lui về đẩy qua, nên cái đó là những động tác căn bản, những cái khiếu. Nên bởi vậy trong thể thao nó có nhiều cái mình không có giải thích được đó. Bởi vậy cũng giống như em
giải thích tại sao không hiện tại giờ không có người thay thế. Liên đoàn bóng đá Anh không giải thích được, họ chưa kiếm được người chứ không phải là không, họ thấy với mình thấy họ thấy chứ. Bởi vậy thôi thì nó phải chờ mình phân tích thế thôi, chứ họ phân tích còn kỹ hơn mình nhiều. Không, theo em nghĩ là chỉ có là cái vận may thôi, tức là mình thay đổi để cho hy vọng đội Anh nó khác biệt chút xíu. Đúng rồi, chứ bằng ví dụ mình nghĩ vẫn giữ ông đó thì sẽ thua. Mặc dù ông không biết ông đá cái gì nhưng còn phận vẫn sẽ thua, vì ông thua nhiều quá rồi, hiểu không? Ông đã không làm được cái gì nhiều quá rồi, thì mình thay đổi là mình hy vọng là tìm một người mới. Hy vọng như vậy. Cái vận may mà rõ ràng nhất là sao mà đừng đụng theo nhà được rồi. Đó là may mắn lắm. Thôi mình khép lại cái chương trình của mình đi. Nếu mà mình ngồi như vậy á, chắc là đến sáng mai chắc không có giải quyết được một vấn đề gì đấy. Một cái ngày nào mà dự báo thời tiết là trời mưa đó, đóng cửa sofa này đó, rồi xong mình cứ để camera đó. Nói tới sofa mai mốt và anh em mình làm thêm một cái chương trình gì cho các bạn. Là một cái chắc có lẽ là quý vị ngồi kia cũng trong suốt một tháng trời thì cũng thương yêu tổ bình luận của Let's Kick It Cinema Studio, thì khép lại với trận chung kết World Cup ngày hôm nay. Thì mặc dù các fan của đội tuyển Anh đang vẫn kỳ vọng là đội bóng con cưng của mình sẽ có một chiếc cúp và mang cúp trở về với đất nước mà sản sinh ra bóng đá, nhưng vẫn phải chờ liệu ông Southgate có tài vị để đưa con thuyền của đội tuyển Anh để đi đến vòng chung kết. 2 năm nữa là đúng 60 năm nha. 2 năm. Giờ là đang 58 năm cánh tay. Chương trình thì nói không biết bao nhiêu cho vừa, nhưng anh em chúng tôi chỉ gói gọn lại và khép lại với chương trình của Euro 2024. Thì ekip làm việc cũng không quên cảm ơn anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor và February 2 đã tài trợ cho chương trình, và anh em của Cinema Studio sẽ trở lại với chương trình mà sẽ bình luận về các giải đấu hay của Anh, Ý, Tây Ban Nha và các trận đấu thư hùng của giải Champions League. Thì với sự thương yêu và đóng góp của quý vị thì anh em chúng tôi đem những cái đóng góp của quý vị sẽ là hành trang cho chương trình ngày một hay hơn. Và không quên chúc quý vị có một tuần lễ đầy năng lượng và luôn luôn hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong việc của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin mời Huy gửi lời chào đến khán giả. Một lần nữa xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả gần xa cho Let's Kick It của Cinema Studio. Và cũng mong là quý vị sẽ giữ mãi cái ngọn lửa đam mê tung cầu và để theo dõi những chương trình bình luận của chúng tôi trong những giải sắp tới, ví dụ như giải ngoại hạng Anh, giải La Liga của Tây Ban Nha, Serie A của Ý và Champions League của châu Âu. Cũng mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị, và nếu có gì làm phật lòng quý vị khi chúng tôi bình luận thì xin được mong quý vị lượng thứ. Xin được hẹn quý vị vào lần sau. Mời Hoàng. Thì em cũng xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình trong suốt cái mùa Euro, và chúc quý vị hạnh phúc và sức khỏe là vàng, nên giữ gìn sức khỏe. Mời Nam. Dạ, Hoàng Nam xin gửi lời cảm ơn các quý khán thính giả đã bỏ thời gian ra theo dõi chương trình và nghe các anh em chúng tôi đàm phán, bình luận. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Huy. Dạ. Huy, Danny Huy Ken sẽ chúc. Dạ thì rất là vui khi mà này là một người trẻ mà có một cái chỗ để mà cùng các anh lớn ở trong cộng đồng đam mê bóng đá có dịp để trò chuyện, chia sẻ những cái ý kiến đến quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi chương trình Let's Kick It trong suốt cái mùa giải Euro này. Hy vọng là vẫn sẽ tiếp tục được đồng hành với quý vị ở những cái giải bóng đá khác, cũng như là 2 năm nữa thì sẽ có World Cup ở Mỹ, và 4 năm nữa thì kỳ này thì bóng đá về nhà nha, tại vì là 4 năm nữa là Euro sẽ được tổ chức ở Liên Hợp Quốc Anh cùng với nước Ireland.
Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh cho em có một cái cơ hội để thỏa mãn cái niềm đam mê bóng đá của mình. Và chúc quý vị luôn luôn sức khỏe, chia buồn với các fan Tuyển Anh và chúc mừng các fan Tuyển Tây Ban Nha. Và hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong một chương trình sớm nhất. Xin kính chào. Xin kính chào. Rồi, vô cho Sơn Huy đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Anh thấy cầm cúp đi. Huy ra đây là Huy xuống dưới này nè, Huy đứng lên nè. Đó, 1, 2, và bây giờ Thảo bỏ cái cúp xuống mình sẽ thấy được mặt nhiều. Đưa cúp đẹp mà. Bỏ trước mà. Ôm ngực. Che bụng lại, che bụng lại. Có hàng là mình cầm. Ok, cười đi nha. 1, 2, 1, 2.